Thì chúng ta sang cái nhóm lạnh luận lý và so sánh. Thì cái nhóm lạnh luận lý thì nó gồm các lạnh là not and or so. Đấy. Thì đầu tiên chúng ta xem cái lệnh and. Cú pháp là and det phẩy chuột, tức là lấy toán hạng det and với toán hạng nguồn kết quả cắt vào det. Det có thể là cái này, nguồn có thể là cái này. Đấy. Và công dụng của cái lệnh and là nó thường được dùng để xóa một số cái bit. À, xóa một số cái bit. À. Ví dụ giả sử chúng ta có một cái toán hạng có giá trị là như vậy. Bây giờ chúng ta muốn xóa bốn cái bit cao. À, còn bốn bit thấp thì giữ nguyên. À, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mask, hay người ta gọi là cái mặt nạ. Đấy, trong cái mặt nạ này này, vị trí nào tôi muốn xóa thì tôi cho bằng 0. Đấy. Và những chỗ khác tôi cho bằng 1. Sau đấy tôi ra lệnh and cái toán hạng với cái mặt nạ. Đấy. Thì sau đó tôi nhận được cái kết quả. Đấy, nó thấy là 4 bit cao bằng 0 hết. Còn 4 bit thấp thì không bị thay đổi. À, không bị thay đổi. À. Ví dụ sử dụng cái lệnh and là chuyển từ ký tự thường sang ký tự hoa. Đấy. Thì khi chúng ta học lập trình đó, thì cái việc chuyển từ ký tự thường sang ký tự hoa hay là ngược lại là một cái bài toán rất cơ bản. Đấy. Mà cái nguyên tắc giải ấy của chúng ta là chúng ta dựa vào cái tính chất là cái mã ASCII của cái ký tự thường nó sẽ lớn hơn cái mã ASCII của ký tự hoa tương ứng là 32 đơn vị. Đấy. Ví dụ như chữ A thường có mã ASCII là 97 và chữ A hoa có mã ASCII là 97 trừ cho 32, tức là 65. À. Như vậy để chuyển từ ký tự thường sang ký tự hoa thì chúng ta chỉ việc lấy cái mã ASCII của ký tự thường trừ cho 32 là xong. Đấy. Tuy nhiên cái cách này là một cái cách dễ thực hiện. Nhưng mà nếu mà xét về mặt hiệu quả thì nó sẽ kém hơn một cái cách khác mà chúng ta nói ở đây. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái mã ASCII của ký tự thường và ký tự hoa tương ứng. Đấy. Nó chỉ khác nhau ở cái bit số 5. À, nó chỉ khác nhau ở cái bit số 5. Đấy. Tức là cái bit số 5 trong ký tự thường nó bằng 1, còn bit số 5 trong ký tự hoa nó bằng 0. Đấy. Như vậy nếu mà dựa vào cái tính chất này thì để chuyển từ ký tự thường sang ký tự hoa thì chúng ta chỉ việc xóa cái bit số 5 trong ký tự thường thì nó sẽ biến thành cái ký tự hoa. Đấy. Thì để làm được điều này đấy thì chúng ta tạo ra một cái mặt nạ. Đấy. Trong cái mặt nạ này cái bit số 5 tôi cho bằng 0, còn tất cả những bit khác cho bằng 1 hết. Đấy. Rồi tôi tiến hành and cái toán hạng so với and cái toán hạng and cái toán hạng mà chứa cái mã ASCII với cái mặt nạ. Đấy, là xong. Đấy. Rồi, cái lệnh kế tiếp là lệnh O. Lệnh kế tiếp là lệnh O. Đấy. Cú pháp là O toán hạng đích với toán hạng nguồn.
Đấy. Trong đấy toán hạng đích là cái này, toán hạng nguồn là cái này. Đấy. Và công dụng của À, và công dụng của cái lệnh O là nó được dùng để xếp một số bit nào đó. Ví dụ, giả sử bây giờ chúng ta có một cái toán hạng đích ở đây. Đấy. Chúng ta muốn cho tất cả các bit 4 bit cao nó bằng 1 hết. Đấy. Chúng ta tạo ra một cái mask. Đấy. Trong cái mask này, chỗ nào mà tôi muốn cho bằng 1 thì tôi cho bằng 1. Đấy. Còn chỗ này, những chỗ khác thì cho bằng 0. Đấy. Và tôi O cái toán hạng với cái mask. Đấy. Và tôi sẽ được kết quả đây. Đấy. Và thấy là 4 bit cao nó bằng 1 hết. Còn 4 bit thấp thì không có gì thay đổi. Bây giờ quay lại cái ví dụ vừa nãy. Là bây giờ chúng ta làm ngược lại là chuyển ký tự hoa sang ký tự thường. Đấy. Thì để chuyển từ ký tự hoa sang ký tự thường thì chúng ta chỉ việc cho cái bit số 5 ở trong ký tự thường từ 0 lên 1 thì nó sẽ biến thành ký tự cho cái bit số 5 trong ký tự hoa từ 0 lên 1 thì nó sẽ biến thành cái ký tự thường tương ứng. Đấy. Thì để làm được như vậy đó thì người ta tạo ra một cái mask. Trong cái mask này cái bit số 5 người ta cho bằng 1. Đấy. Còn những bit khác cho bằng 0. Đấy. Cái mask này tôi đổi ra thập lục phân thì nó được là 20h. 20h. Đấy. Vậy là tôi end cái ký tự hoa, xin lỗi, tôi O cái tự hoa với cái mask thì tôi sẽ được cái ký tự thường tương ứng. Rồi, cái đến là lệnh so. Lệnh so. Cú pháp là so toán hạng đích với toán hạng nguồn. Thì toán hạng đích có thể là cái này. Toán hạng nguồn có thể là cái này. Đấy. Và công dụng của lệnh so thì nó sẽ được dùng để đảo ngược một số bit. Ví dụ. Giả sử chúng ta có một cái toán hạng có giá trị là như vậy. Bây giờ người ta muốn đảo ngược 4 bit cao của nó. 1 sang 0 và 0 sang 1. Còn 4 bit thấp thì giữ nguyên. Đấy. Thì người ta sẽ tạo ra một cái mask. Đấy. Trong cái mask này, 4 bit cao cho bằng 1. 4 bit thấp cho bằng 0. Đấy. Rồi tôi so cái toán hạng với cái mask thì nó sẽ thấy kết quả là 4 cái bit đầu nó bị đảo ngược, còn 4 bit sau thì không thay đổi. Đấy, không thay đổi. Rồi cái đến là ảnh hưởng của các cái lệnh luận lý tới các cái cờ. Đấy. Thì cờ C sẽ bị xóa bởi lệnh AND, lệnh O, lệnh SO. Đấy, cờ O cũng bị xóa. Rồi cờ S thì bằng dấu của toán hạng của kết quả. Đấy, cờ 0 bằng 1 khi kết quả bằng 0. Đấy, cờ Parity bằng 1
khi tổng số bit 1 trong cái byte thấp của kết quả là một số chẵn, còn cờ A thì không biết. Đấy. À, cái đến là lệnh test. Cú pháp là test toán hạng đích với toán hạng nguồn. Cái cách làm của nó là lấy toán hạng đích AND với toán hạng nguồn và dùng kết quả để thiết lập các cái cờ. Chúng ta lưu ý nó không có lưu kết quả mà chỉ dùng kết quả để thiết lập các cái cờ. À. Và lệnh test thường được dùng để kiểm tra một số cái bit cùng một lúc. À. Ví dụ giả sử người ta muốn kiểm tra bit số 3 và bit số 0 trong thanh ghi AND xem nó có bằng 1 hay không. Đấy. Bit số 3 hoặc là bit số 0 có bằng 1 hay không. Thì người ta sẽ tạo ra một cái map. Đấy, trong cái map này vị trí của bit số 3 và bit số 0 bằng 1, những chỗ khác bằng 0. Rồi test AND với cái mask. Đấy. Thì sau khi test á, nếu mà cái cờ Z sau khi test mà nếu cờ Z bằng 1 thì có nghĩa là cả bit 0 và bit 3 đều bằng 0. Đấy. Còn nếu cờ Z mà khác bằng 0 thì hoặc bit 0 hoặc là bit 3 bằng 1. Đấy. Đấy. Hoặc là cả hai bằng 1. Rồi, cái đấy là lệnh not. Thì lệnh not là để lấy bù 1 của toán hạng đích. Đấy. Và chúng ta thấy nó rất là dễ. Đấy. À, tiếp theo là lệnh cầm be. À, cú pháp là cầm be toán hạng đích với toán hạng nguồn. Đấy. Thì cách làm việc của cái lệnh cầm be là sẽ lấy toán hạng đích trừ cho toán hạng nguồn, kết quả cất vào toán hạng đích. Đấy. Giả sử thanh ghi EAX bằng 5, EBX bằng 10 và ECX bằng 5. Đấy. Thì nếu chúng ta ra lệnh cầm be EAX với EBX, đấy, thì nó sẽ lấy EAX trừ cho EBX, rồi nó dùng kết quả để thiết lập các cái cờ. Như vậy là sau cái lệnh này, đấy, thì các cái cờ nó bằng nhiêu đây? Đấy. Và lưu ý là nó không có lưu lại kết quả. Có nghĩa là thanh ghi EAX và EBX vẫn không thay đổi. Hoặc nếu chúng ta ra lệnh cầm be EAX và ECX, đấy, thì nó lấy EAX trừ cho ECX và dùng kết quả để thiết lập các cái cờ. Đó. Và chúng ta lưu ý là cái lệnh cầm be nó thường được dùng trước các cái lệnh nhảy không nhảy có điều kiện. Đó. À, bây giờ chúng ta nói về các lệnh nhảy có điều kiện.
À, chúng ta nói về các cái lệnh nhảy có điều kiện. Thì hôm trước là chúng ta đã học cái lệnh nhảy không điều kiện là cái lệnh zoom. Đấy. Thì khi gặp zoom là nó nhảy chứ không cần phải có điều kiện gì thêm. Đấy. Hôm nay chúng ta học cái lệnh nhảy có điều kiện, tức là cái phải thỏa cái điều kiện thì nó mới nhảy. Thì cú pháp của cái lệnh nhảy có điều kiện thường là chữ D, à xin lỗi chữ G đứng trước cái điều kiện, và đây là cái toán hạng đích. Ví dụ như G Z thì điều kiện chính là cờ Z bằng 1. Đấy. Tức là nhảy tới cái địa chỉ đích nếu cờ Z bằng 1. Hoặc là GNZ, tức là not Z, là nhảy nếu cờ Z bằng 0. GC là nhảy nếu cờ C bằng 1. GNC là nhảy nếu cờ C bằng 0. Đấy. GO là nhảy nếu cờ O bằng 1. Và GNO là nhảy nếu cờ O bằng 0. Đấy. Vân vân. Ơi bật mất thầy ơi. À xin lỗi ha. Giờ chúng ta nói tiếp về cái lệnh là GE. GE tức là nhảy nếu bằng nhau. Hoặc là GNE là nhảy nếu không bằng nhau. Thì thế nào là bằng nhau, thế nào là không bằng nhau? Đấy. Thì giả sử tôi ra lệnh là cầm be AX BX rồi GE L1. Đấy. Thì cái lệnh này này, GE L1 tức là nhảy tới cái nhãn L1 nếu kết quả của cái lệnh cầm be đứng đằng trước này cho biết là AX và BX bằng nhau. Đấy. Thì AX người ta còn gọi là toán hạng nằm bên tay trái. BX còn gọi là toán hạng nằm bên tay phải. Đấy. Thì nó nhảy. Rồi, chờ tôi chút ha.
Dạ thầy ơi, thầy quên tắt xe màn hình thầy ơi. Rồi, alo, chúng ta tiếp tục ha. Rồi. Chúng ta có cái lệnh GA là nhảy nếu lớn hơn. Đấy, có nghĩa là nếu cái lệnh cầm bia trước đấy cho kết quả là cái toán hạng bên trái lớn hơn toán hạng bên phải, hoặc là JB là nhảy nếu nhỏ hơn, đấy, vân vân. Chúng ta lưu ý là các cái lệnh nhảy có điều kiện và cầm bia nó dùng để tạo ra các cái cấu trúc điều khiển, ví dụ như là if then else hoặc là các cái vòng lặp. À, cái đến là các cái lệnh lặp có điều kiện. Thì hôm trước là chúng ta đã học tới cái lệnh lặp không điều kiện là lúc với cái số lần lặp là chứa trong thanh ghi cx hoặc là ecx hoặc là rcx. Đấy. Thì hôm nay chúng ta nói tiếp về lệnh lặp có điều kiện. Nó gồm hai cái dạng là loop z hoặc là và loop e. Đấy. Nhớ là loop z và loop e là như nhau. Đấy. Cú pháp là loop e hoặc là loop z. Rồi toán hạng đích. Đấy. Thì cách 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 làm việc của nó là lấy ecx trừ đi 1. Rồi sau đấy kiểm tra nếu ECX lớn hơn 0 và cỡ Z bằng 1 thì nhảy tới đích. Đó. Đấy. Nhớ là cả hai điều kiện đều phải thỏa. Hoặc là lệnh loop NZ và loop NE. Đấy. Thì cú pháp là loop NZ hoặc là loop NE toán hạng đích. Đấy. Đầu tiên là giảm cái ECX đi 1. Rồi sau đó nếu ECX lớn 0 và cỡ Z bằng 0 thì nhảy tới đích. Đấy, thì tôi vừa nói vừa nãy đó, các cái lệnh nhảy có điều kiện cho phép chúng ta tạo ra các cái cấu trúc điều khiển. Đấy, cấu trúc điều khiển ví dụ như là if if then else. Đấy. Hoặc là các cái vòng lặp. Đấy, ví dụ vòng lặp while, vòng lặp for. Đấy, hoặc là các cái lệnh switch trong C. Đấy. Thì cách thức như thế nào thì chúng ta xem trong các cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ thêm. Đấy. À, tới đây có gì thắc mắc không? À, tới đây có gì thắc mắc không?
Anh ra tiếp tục ha. Bây giờ chúng ta sang cái nhóm lệnh kế tiếp là nhóm lệnh dịch và quay. Thứ nhất là dịch trái logic, người ta ký hiệu là SHL. Thì cái cách dịch là như sau. Đấy, giả sử đây là cái toán hạng đích, dịch trái logic 1 bit, có nghĩa là đẩy cái bit này vào cờ C, đưa cái bit này lên cao hơn chấm chấm và đưa không vô cái bit này. Đấy. Rồi cú pháp là SHL, toán hạng đích. Đấy. Và một con số là cái số bit cần dịch. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể đưa cái số bit vào thanh ghi CL. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn dịch trái 1 bit thì chúng ta để số 1, 2 bit thì để số 2. Đấy. Và nhớ là dịch 2 bit tức là thực hiện 2 lần dịch 1 bit. Đấy. Ví dụ giả sử chúng ta ra lệnh là mu DL phẩy 5 thì sau cái lệnh này DL bằng 5. Đấy. Và sau đấy chúng ta ra lệnh là SHL DL phẩy 1. Đấy, thì sau khi dịch DL sẽ bằng cái này. Mà cái này chính là 10. 10 thế là bằng 5 nhân cho 2. Đấy. Có nghĩa là người ta nói là dịch trái 1 bit thì giống như là nhân cái toán hạng cho 2. Còn dịch trái n bit thì giống như là nhân cái toán hạng cho 2 mũ n. Đấy. Ví dụ mu DL phẩy 5. Đấy, thì sau cái lệnh này DL bằng 5. Đấy. Rồi SHL DL phẩy 2. Thì sau cái lệnh này DL sẽ bằng cái này. Đổi ra thập phân là 20. Đấy. 20 tức là bằng 5 nhân cho 2 bình phương. Đó. Cái đấy là dịch phải logic. Dịch phải logic. Thì đây là cái cách dịch phải logic. Nó sẽ đẩy cái bit này vào cờ C. Đẩy bit thấp lên cao hơn, vân vân. Rồi đẩy bit cao nhất xuống đây. Rồi cho không vào bit cao nhất. Đó. Thì cái dịch phải logic giống như là chúng ta lấy cái toán hạng chúng ta chia cho 2 mũ n nếu dịch phải n bit. Ví dụ giả sử chúng ta ra lệnh là mu DL phải 80 thì sau cái lệnh này DL sẽ bằng 80. Đấy. Rồi chúng ta ra lệnh là SHR DL phải 1 thì sau cái lệnh này DL sẽ bằng này. Cái này là bằng 40. Đấy. Thì 40 có nghĩa là bằng 80 chia cho 2. Đấy. Hoặc nếu chúng ta ra lệnh SHR DL phẩy 2 thì sau cái lệnh này DL sẽ bằng này, tức là bằng 10. 10 tức là bằng 40 chia cho 2 bình phương. Đó. Cái đến là dịch dịch trái và dịch phải số học. Dịch trái số học là SAL là giống với dịch trái logic. Còn dịch phải số học là SIR thì giống với dịch phải số học, chỉ khác ở cái chỗ là trong cái dịch phải logic
thì cái bit cái bit này người ta đưa không vào cái bit này. Đấy. Nhưng mà trong dịch phải số học thì cái bit này vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Đấy, thế nó không thay đổi giá trị của nó. Rồi, cái đến là chúng ta nói về cái lệnh quay. Thứ nhất là quay trái không qua cờ C. Đấy, viết tắt là ROL. Đấy. Thì đây chính là cái thao tác quay trái không qua cờ C. Tức là cờ C không tham gia vào quá trình quay. Giả sử đây là cái toán hạng đích. Bây giờ tôi quay trái không qua cờ C. Tức là tôi lấy cái bit này cho vào cờ C và bit này cho vào bit thấp nhất. Rồi bit thấp cho lên đây. À, cứ như vậy. À, chúng ta thấy nó giống như là chúng ta quay sang trái. À, ví dụ giả sử chúng ta mu AL bằng thế này. Rồi ROL AL phẩy 1. Đấy. Thì sau cái lệnh quay này thì AL bằng này và cờ C bằng 1. Rồi cái đến là mu DL phẩy 3F thì sau cái lệnh này DL bằng 3F. Rồi cái đến là chúng ta ra lệnh là quay DL 4 bit sang trái không qua cờ C. Đấy, thì kết quả sau khi quay thì DL bằng này, tức là bằng F3 và cờ C bằng 1. Rồi tiếp theo là quay phải không qua cờ C. Đấy, thì nó quay theo chiều ngược lại, tức là lấy cái bit này cho vào cờ C. Đồng thời bit này sẽ cho về đây. Đấy, và bit này cho xuống đây. Cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ chúng ta có thể kiểm chứng được các cái ví dụ này một cách dễ dàng bằng cách là chúng ta vẽ cái toán hạng ra số bit tương ứng rồi chúng ta tiến hành quay trái quay phải vân vân. Tiếp theo là quay trái qua cờ C, viết tắt là RCL. Đấy. Thì đây là cái nguyên tắc quay trái qua cờ C. Đấy. Thì lúc này cờ C sẽ tham gia vào cái quá trình quay. Đấy. Cụ thể là cái bit cao nhất sẽ được đẩy vào cờ C và cờ C sẽ được đẩy vô cái bit thấp nhất. Đấy. Rồi bit thấp nhất này đẩy lên bit cao. Và quá trình cứ cứ tiếp tục như vậy. Ví dụ giả sử người ta ra lệnh là CLC tức là cho cờ C bằng 0. Rồi mu BL phải 88. Sau lệnh mu thì BL bằng này. Rồi RCL BL 1 thì sẽ quay cái BL 1 bit sang bên trái qua cờ C. Đấy, như vậy sau khi quay thì BL bằng này và cờ C bằng này. Đấy. Hoặc là RCL BL phẩy 2. Đấy, thì sau khi quay BL bằng này. Đấy. Và cái đến là RCR là quay phải qua cờ C. Thì quay phải qua cờ C có cái cách làm việc như thế này. Cờ C tham gia vào quá trình quay. Tức là cái bit này đưa vào cờ C.
Rồi C đưa vào đây. Rồi cái bit này đưa xuống đây. Cứ như thế. Đấy, ví dụ STC là cho CC bằng 1. Rồi mu AH phải 11. RCRAH1 thì sau cái lệnh này AH bằng này và CGC bằng 1. Đấy, hoặc là RCRAH3 thì sau cái lệnh này AH bằng này và CC bằng 0. Đấy. À, ngoài ra chúng ta thấy còn có các lệnh là SHD, SHLD, đấy, rồi SHRD. Đấy, thì chúng ta xem, chúng ta tự đọc, đấy, người ta minh họa cho chúng ta rất là rõ các cái ví dụ, đấy, chúng ta có thể tự đọc. Tiếp theo là chúng ta nói về nhóm lệnh nhân, nhóm lệnh nhân và nhóm lệnh chia. Thì đầu tiên là lệnh nhân. Thứ nhất là nhân số không dấu. Đấy, cái lệnh là mul. Đấy, cú pháp chúng ta sẽ gặp một trong ba cái cú pháp này. Đấy, nếu toán hạ nguồn là 8 bit thì nó sẽ lấy toán hạ nguồn nhân cho A là kết quả cắt vào AX. Còn nếu toán hạ nguồn là 16 bit thì sẽ lấy toán hạ nguồn nhân cho AX, kết quả cắt vào cặp DX AX. Còn nếu toán hạ nguồn là 32 bit thì sẽ lấy EAX nhân cho toán hạ nguồn kết quả cắt vào cặp EDX và EAX. Đó, nó tùy. Đấy. À, ví dụ, giả sử chúng ta có cái khai báo này, ta muốn lấy hai cái biến này nhân cho nhau. Đấy. Thì đầu tiên là chúng ta lấy cái biến này cho vào AX, rồi chúng ta ra lệnh là mul va2. Đấy. Thì bởi vì va2 là toán hạ 16 bit cho nên nó sẽ lấy AX, tức là lấy va1 nhân cho va2 và kết quả lưu vào cặp thanh ghi DX AX. Đấy. Đấy, hoặc nếu mà chúng ta muốn lấy hai cái số này nhân cho nhau. Đấy, chúng ta đưa cái số này vào EAX, đưa số này vào EBX, chúng ta ra lệnh là mul EBX. Đấy, thì nó sẽ lấy EAX nhân cho EBX và kết quả cắt vào cặp thanh ghi này. Đấy. À, lệnh thứ hai là imul, tức là nhân số có dấu. Thì nó hoàn toàn giống với lệnh mul, chỉ khác là nó xem các cái toán hạ là các cái số có dấu. Và ngoài ra chúng ta còn có thể có lệnh imul. Ở đây là cái dạng viết dưới dạng là một toán hạ, đây là hai toán hạ, hoặc là cái dạng ba toán hạ. Đấy, chúng ta có thể viết cách viết nào cũng được. Ví dụ, chúng ta muốn lấy 48 nhân cho 4 thì chúng ta đưa 48 vào AL, đưa 4 vào BL, rồi chúng ta ra lệnh là imul BL. Đấy. Giờ nó sẽ lấy BL nhân với AL, kết quả cất vào AX. Đấy, như vậy là AX bằng 00C0.
Đấy, hoặc là đây là một số cái ví dụ về lệnh nhân số có dấu. Rồi tiếp theo là lệnh chia. Lệnh đầu tiên là lệnh dip, tức là chia số không dấu. Đấy. Cú pháp là dip phải dip rồi toán hạng nguồn. Toán hạng nguồn có thể là 8 bit, có thể là 16 bit, có thể là 32 bit. Nếu toán hạng nguồn là 8 bit thì lấy AX chia cho toán hạng nguồn. Thương cất vào A là dư cất vào AH. Nếu toán hạng nguồn là 16 bit thì lấy cặp thanh ghi này chia cho toán hạng nguồn. Thương cất vào AX và dư cất vào DX. Còn nếu toán hạng nguồn là 32 bit thì lấy cặp thanh ghi này chia cho toán hạng nguồn. Dư cất vào thương cất vào EAX và dư cất vào EDX. À, giả sử AX bằng này, BCX bằng này. Đấy. Chúng ta muốn lấy cái số này chia cho cái số này. Đấy. Thì đây chúng ta mu cái số này vào AX, mu cái số này vào CX. Đấy. Giả sử chúng ta không có cái lệnh này. Chúng ta ra lệnh là dip CX thì kết quả nó sẽ sai. Bởi vì dip CX là nó sẽ lấy cặp thanh ghi DX và AX ráp thành một con số chia cho CX. Đấy. Mà nếu DX mà khác không thì cái con số đấy nó sẽ hoàn toàn khác với con số này. Đấy. Như vậy để đảm bảo là cái con số đấy đúng là cái con số này thì người ta phải cho DX bằng 0. Đấy. Và khi đấy AX chứa cái thương số và DX chứa cái số dư của cái phép chia. À, cái đến là lệnh CBW, CWD và CDQ. Thì CBW là mở rộng số có dấu 8 bit trong AL thành số có dấu 16 bit trong AX. CWD là mở rộng số có dấu 16 bit trong AX thành số có dấu 32 bit trong cặp DX AX. Đấy. Ví dụ giả sử chúng ta mu cái này vào AX thì sau lệnh này AX sẽ bằng FE9B. Nếu chúng ta đổi ra thập phân thì nó sẽ là trừ 357. Bây giờ nếu chúng ta ra lệnh là CWD đấy, thì nó sẽ lấy cái bit dấu của AX cho vào DX. Mà bởi vì AX là số âm cho nên bit dấu của nó sẽ bằng 1. Đấy. Cho 16 bit của DX bằng 1 hết. Như vậy thì cặp DX AX sẽ là cái số này. Và số này này thực chất nó cũng chỉ là số trừ 357 thôi. Trừ 357. Nhưng mà kích thước của nó lúc này là 32 bit. Chứ không phải là 16 bit. Cái đấy là lệnh chia có dấu IDIP. Thì chúng ta dùng cú pháp này. Nó hoàn toàn giống với lệnh DIP. Chỉ khác là các cái toán hạng lúc này là những số có dấu. Những số có dấu.
À, ví dụ giả sử tôi muốn lấy cái số này, tôi chia cho cái số này. Đấy. Thì đầu tiên là tôi đưa cái số này vào thanh ghi EAX và tôi đưa đưa số 10 vào EBX. Giả sử tôi không có cái lệnh này mà tôi ra lệnh EDIP EBX đấy, thì kết quả nó sẽ sai. Nó sai. Đấy. Lý do sai là bởi vì cái lệnh EDIP này này EBX là 32 bit cho nên nó sẽ lấy cặp thanh ghi là EDX với EAX ráp thành một con số chia cho EBX. Như vậy nếu EDX khác không thì cái con số này này nó hoàn toàn khác với trừ 503. Đấy. Cho nên để đảm bảo đó thì tôi phải mở rộng cái số này thành số 32 bit, xin lỗi, thành số 64 bit trong cặp cái thanh ghi này. Đấy. Tức là cái cặp thanh ghi này cũng chứa cái số này nhưng mà kích thước là 64 bit. Đấy. Rồi mới ra lệnh là EDIP thì nó mới đúng. Đấy. Và những cái ví dụ thì chúng ta có thể xem ở trong bài giảng. Và chúng ta giải lao chút ha.